chương 41 Khoa học cố vấn Orochima Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Sai nhẫn thôn Faraday xưởng nhẫn cụ Không Hiện tại đổi tên là Faraday công nghiệp viên Muka trở thành ca sau nắm giữ thôn tài chính Nhân lực quyền to liền bắt đầu đại đao phá triều cải cách Xây dựng rầm rộ, mở rộng khu công viên, cải tạo thôn Toàn bộ sai nhẫn thôn mỗi người đều bị điều động lên, vùi đầu vào sai nhẫn thôn đại kiến thiết bên trong. Hiện tại nếu như đem ra xa uế thổ chuyển sinh đến, hắn khẳng định không quen biết trước mắt sai nhẫn thôn. Muka hôm nay không có đi chỉ đạo thôn cải tạo hoặc là kiểm tra xưởng nhẫn cụ công tác. Hắn ở cố vấn Orochima cùng đi đến kiểm tra sa trùng cải tạo công tác. Hơn nửa tháng trước, Orochima chưa bắt được tờ Sunda, sa súc thành thục còn cần các loại. Hắn đơn giản chủ động tới tìm Muka. Muka cũng vừa vặn muốn tìm hắn. Hắn chủ động tới, đó là không thể tốt hơn. Sai nhẫn thôn liền nhiều một vị thần bí khoa học cố vấn. Orochima trang phục theo Baki gần như, vải trắng bọc đầu, nửa khối bố, vải, che nửa mặt, một thân sai nhẫn trang phục. Đi ở trong thôn cũng không đột ngột. Ngược lại vì phòng cát, mọi người đều thích mặt kín. Orochima tìm tới Muka chuyện thứ nhất chính là nhổ nước bọt người mấy cánh tay khó dùng. Ngươi người, người mấy cánh tay chất lượng quá kém. Muka hiếu kỳ. Làm sao? Orochima tùy tùng Yakushi Kabuto lấy ra người mấy cánh tay. Cánh tay liên tiếp thân thể vị trí đã rỉ xét loan lỗ. Không nên a, à, ta đây là Inos. Orochima. Nó không có cách nào chống lại tới linh hồn mục nát sức mạnh. Muka cầm người mấy cánh tay liếc nhìn nhìn. Mục nát nơi theo khô mộc như thế, sờ một cái liền nát. Quyết nhục khổ, đắng, yếu, cơ giới phi thăng. Cơ giới phi thăng một đại chỗ khó chính là linh hồn vấn đề. Hiện nay Muka cũng biện pháp giải quyết vấn đề này. Điều này cũng có thể cần chúng ta nghiên cứu linh hồn bản chất, tìm tội nghiên cứu lực lượng linh hồn mới có thể giải quyết. Có thể chúng ta có thể tạo thành có lực lượng linh hồn cơ giới liền có thể giải quyết vấn đề này. Muka nhường Orochima ánh mắt sáng lên. Người ý nghĩ rất sáng tạo, ta sẽ nhớ kỹ. Như vậy ta hiện tại đến, ngươi nhường ta làm là cái nào ba chuyện. KZ Đại Nhân Orochima cường điệu một tiếng KZ Đại Nhân. Muka mang theo Orochima, Yakushi Kabuto đi tới sa trùng trùng sao. Sa trùng sao huyệt đã hoàn toàn biến dạng. Trước kia là bốn cái nuôi trồng tổ. Hiện tại đã mở rộng đến mười cái. Muka đem hơn bốn ngàn tên sa nhẫn một lần nữa móc nối. Trẻ trung khỏe mạnh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú 2.000 tên ninja biên vị là nhẫn quân, chia làm hai cái phiên đội. Mỗi cái phiên đội cấp dưới 5 cái chi đội, mỗi cái chi đội chia làm 10 cái tiểu đội. Cũng chính là nhỏ nhất đơn vị tác chiến là 20 tên ninja. Cái này số lượng liền vượt xa như thế nhẫn thôn 3, 5 tên ninja tổ đội quy mô. Còn lại 2.000 tên ninja thì lại từng người sắp xếp thương nhẫn hòa công nhẫn. Nhẫn quân hai lớn phiên đội, thay phiên tuần tra, Phòng vệ thôn, hộ vệ đội buôn, bắt lấy sa trùng. Có quân đội sức mạnh liền so với Muka một người bắt lấy hiệu suất cao nhiều lắm. Không tới nửa tháng liền bắt được sáu cái sa trùng. Sa trùng xào huyệt còn đang không ngừng mở rộng. Orochima, Yakushi Kabuto nhìn dày đặc như cây lâm điện trụ cùng lưới điện. Hai người đều lộ ra hiếu kỳ biểu hiện. Lại nhìn tới xào huyệt bên trong sa trùng. Hai người càng kỳ quái. Muka đại nhân, sa trùng thật giống không cái gì dùng đi. Orochima cũng là bác học người. Không, chúng nó rất hữu dụng, là chúng ta sai nhẫn thôn giàu mạnh trụ cột một trong. Muka cho bọn họ biểu diễn một hồi Kubrick lấy sắc kỹ thuật. Hai người nhất thời liền rõ ràng sa trùng tác dụng. Ha ha ha, Muka đại nhân có thể nghĩ tới đây dạng tác dụng thật là khiến người ta không tưởng tượng nổi a. À. Orochima than thở. Muka hiện tại chúng ta liền kẹt ở sa trùng nơi này sa trùng vấn đề có hai điểm thứ nhất khó có thể khống chế sa trùng không phải trâu ngựa có thể dịu ngoan nhường ngươi lấy sữa huống chi là lấy huyết sa trùng ở dược hiệu qua đi nhất định sẽ phát điên như vậy khó mà tránh khỏi nhân viên tổn thương thứ hai là sa trùng tốc độ khôi phục muka muốn đối mặt là toàn bộ những giới chuyện làm ăn này lớn món làm ăn lớn phỏng chừng muốn đem ma chi sa mạc biến thành ma biển máu mới đủ. Có muka hệ thống tồn tại. Cần muốn cái gì nhẫn cụ, thiết bị, xe cộ, cơ giới. Chỉ cần tài liệu đủ, hai tay vỗ một cái là được. Vì lẽ đó sa trùng quan hệ đến ta kiến thiết tiến độ, ta cần ngươi làm chuyện thứ nhất chính là đem sa trùng biến thành huyết Ngưu Có thể làm được sao? Orochima nghiên cứu cả đời người không nghĩ tới hiện tại muốn nghiên cứu trùng. Có điều chỉ cần thuộc về huyết nhục phạm vi. Hắn vẫn có tự tin. Orochima. Ở bên cạnh cho chúng ta một cái phòng nghiên cứu, chúng ta sẽ cho ngươi nghiên cứu, nghĩ biện pháp giải quyết. Ha ha, vậy thì xin nhờ ngươi. Mặt khác hai việc. Orochima hỏi lại. Trước tiên giải quyết chuyện thứ nhất, còn lại hai việc nói sau. Muka tiện đường hỏi Orochima ngươi có hay không ý nghĩ đem ngươi căn cứ chuyển tới sa nhẫn thôn orochima trồng mắt màu vàng ống nhắm lại nhếch miệng lên hắn lộ ra tà mị nụ cười ta nghiên cứu có thể đều là cấm kỵ thuật a ta sợ muka đại nhân ngươi tiếp thu không được muka cười khẽ cái gọi là cấm kỵ ở thời đại khác nhau có không giống tiêu chuẩn ở thuyết địa tâm thời đại nghiên cứu ngày tâm nói là cấm kỵ thuyết nhật tâm thời đại nghiên cứu người nhân bản lại thành cấm kỵ. Ở trước đây liền quế thổ chuyển sinh loại này điều khiển người linh hồn nhẫn thuật cũng có thể nghiên cứu. Hiện tại nhưng liền thân thể cũng không dám nghiên cứu, này xem như là thời đại tiến bộ vẫn là thời đại lui bước. Orochima Orochima không người cúi đầu. Đại nhân, Ngài Phi Thường Anh Minh Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 42 phát triển vẫn là cần nhờ mẹ nó nhà khoa học. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Tỷ Mỹ kiến thiết nhiều năm căn cứ muốn di chuyển cũng không dễ như vậy. Sai nhẫn thôn bên này sự tình cũng bận biểu, Orochima cùng Yakushi Kabuto trước hết ở sai nhẫn Faraday khu công viên bên trong kiến thiết một cái cỡ nhỏ nghiên cứu khoa học căn cứ. Có Muka ủng hộ. Orochima cuối cùng cũng coi như có thể quan minh chính đại đem phòng thí nghiệm thả trên mặt đất. Một căn mặt ngoài là ba tầng cao mang sân nhỏ phòng nghiên cứu. Trên thực tế dưới đất còn có sáu tầng phòng dưới đất bí mật nghiên cứu khoa học căn cứ. Sở nghiên cứu khoa học tên là Sa Trùng Nghiên Cứu Cùng Đào Tạo Trung Tâm. Muka ngày hôm nay chính là đến khảo sát đào tạo trung tâm thành quả. Orochima bồi ở bên người. Hai người đi tới một cái sa trùng sao huyệt bên cạnh. Yakushi Kabuto đang ở sao huyệt bên trong chỉ huy sa trùng sa trùng căn cứ hắn làm thủ ấn. Tự động đi tới lùi về sau. Yakushi Kabuto làm một cái thủ ấn. Dựa vào lại đây. Sa trùng thành thật dựa vào lại đây. Đón lấy sao huyệt phía trên rũ cái kế tiếp cái ống. Cái ống cuối cùng có một cái trăm rèn thép luyện làm ra tạo đường kính 3 mét lớn kim tiêm. Phụ trách chăn nuôi sa trùng ninja đem cái ống cắm vào sa trùng mạch máu vị trí. Cái ống bắt đầu hướng về lên hút máu sa trùng huyết sẽ theo cái ống chảy vào khu công viên huyết trì có orochima yakushi kabuto sinh vật kỹ thuật sa nhẫn thôn thực hiện huyết trì tồn huyết kỹ thuật có thể đem sa trùng huyết thông qua huyết trì bảo đảm mới mẻ tồn trữ này do đó thực hiện nguyên liệu sa trùng huyết ổn định tồn trữ cùng cung cấp huyết trì căn cứ cần muốn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cho luyện sát xưởng cung cấp chuyển vận huyết dịch chân chính thực hiện từ nguyên liệu đến thành phẩm xuất xưởng không có khe kết nối, toàn tự động hóa. Đánh đại khái một giờ. Niêm gia liền rút đi kim tim, cho vết thương bôi lên bôi thuốc cao. Sa trùng ở căn cứ Yakushi Kabuto chỉ thị nhúc nhích đến đồ ăn địa phương, chờ đợi từ trên trời giáng xuống đồ ăn dê bò. Toàn bộ quá trình hoàng mỹ trôi chảy. Sa trùng liền theo thuần dưỡng tốt dê bò như thế ôn hòa, không có tính khí muka rất là tháng phục orochima ngươi đây là làm thế nào đến orochima đắc ý nói dựa vào là ở sa trùng trong đầu trồng vào khống chế chú ấn này có điều là một chuyện nhỏ độ khó không lớn kỹ thuật cũng thật là sẽ người không khó khó người sẽ không đối với người linh hồn đều sẽ điều khiển orochima tới nói điều khiển không hề trí tuệ sa trùng không muốn quá đơn giản chỉ cần nắm giữ chúng ta sáng lập làm thủ ấn cái khác chăng nuôi viên cũng có thể điều khiển sa trùng orochima còn đưa ra ý nghĩ của chính mình kỳ thực nuôi nhốt sa trùng là một cái không sáng suốt hành vi ừ vì sao nói như vậy muka hiếu kỳ sa trùng cần phải không ngừng thôn phệ các đất mới có thể bổ sung trong máu mất đi kim loại nguyên tố nuôi nhốt trong lúc nó chỉ có thể ăn được dê bò lợn những đồ ăn sống này trải qua chúng ta nghiên cứu nuôi nhốt hút máu sau một thời gian ngắn sa trùng chúng nó huyết dịch chuyển hóa hiệu suất sẽ thấp hơn mới vừa bắt lấy đến sa trùng dựa theo số liệu biểu hiện nếu như tiếp tục nữa tình huống sẽ càng kém orochima còn lấy ra số liệu biểu đồ gọi người tinh phục muka như vậy phải làm gì orochima ta đề cử chọn dùng chăn nuôi hình thức đến chăn nuôi sa trùng chăn nuôi đúng chăn nuôi chúng ta có thể đem thông qua chú ấn khống chế sa trùng thả ra nhường chúng nó tiến vào trong sa mạc cuộc sống tự do ở hút máu thời gian nhường chúng nó ở trở về có chú ấn khống chế chăn nuôi người hoàn toàn có thể khống chế sa trùng orochima đối với mình kỹ thuật vô cùng tin tưởng muka vẫn cảm thấy muốn bảo thủ một ít sa trùng huyết tài nguyên quá trọng yếu nó cùng giàu mỏ một cái là sắt thép tài nguyên một cái là nguồn năng lượng song phương lẫn nhau không thể thiếu muka cuộc sống tự do thì thôi có thể xác định một khối hoặc là mấy khối cố định sa mạc khu vực nhường chúng nó sinh hoạt vẫn là chọn dùng tương tự thảo nguyên vọng một chế độ đến đúng lúc như vậy cũng dễ dàng khống chế orochima ừm chủ ý này hay đối với bắt lấy sa trùng ta cũng có mới ý nghĩ có cái gì chủ ý tốt cứ việc nói muka chính là thích nghe mới kiến nghị hiện tại bắt lấy hiệu suất vẫn là quá chậm hiện tại chọn dùng vẫn là nhân công truy tung bắt lấy biện pháp sa trùng bình thường đều sinh sống ở mặt đất bên dưới mênh mông trong sa mạc rộng lớn muốn tìm được một đầu sa trùng cũng không phải như vậy dễ dàng như vậy ngươi có ý kiến gì ta ý nghĩ chính là dùng sa trùng bắt lấy sa trùng muka hứng thú nói một chút Ta sẽ đem thể chất ưu tú sa trùng cải tạo sa trùng cát chơ, nhường chúng nó ở chăn nuôi người chỉ huy dưới đi bắt cái khác sa trùng. Orochima nhắc tới sinh vật thể cải tạo đó là hai mắt tọa ánh sáng. Đùa bẩn huyết nhục. Đây là hắn thích nhất lĩnh vực. Sa trùng loài lưỡng tính, dị thể thụ tinh, đều là sống một mình sinh hoạt. Nếu như thật sự nhường Orochima cải tạo ra sẽ phối hợp nhân loại bắt lấy động loại sa trùng thợ săn vậy thì thật là đề cao thật lớn bắt lấy hiệu suất cũng năng lực sai nhẫn thôn tiết kiệm dưới lượng lớn nhân thủ cho nên nói khoa học chính là thứ nhất sức sản xuất orochima cái này nhà khoa học một gia nhập liền vị là sai nhẫn thôn mang đến lập tức rõ ràng chỗ tốt ha ha orochima vậy ngươi liền cẩn thận cải tạo có điều chú ý nhưng chớ đem sa trùng đều đùa chơi chết cái kia nhưng là ta quý giá tài phú orochima thỉnh đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận. Vừa vặn ta cũng nghiên cứu dưới làm sao tăng nhanh xa trùng tốc độ sinh sôi nảy nở loại hình. Đến thời điểm nói không chắc có thể thực hiện nhân công nuôi trồng sa trùng. Phát triển vẫn là cần nhờ mẹ nó nhà khoa học. Làm sai nhẫn thôn nắm giữ lên tới hàng ngàn, hàng vạn sa trùng, vậy thì là vô cùng vô tận tài phú. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 43 Đại nhân, ngươi lúc nào có thể đem cái này sáng tạo nhẫn thuật truyền thụ cho ta nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio nếu như chú ấn xuất hiện mất khống chế sẽ thế nào muka đưa ra chính mình lo lắng đại nhân xin yên tâm chúng ta sớm ở sa trùng trong đầu thiết lập tử vong chú ấn một khi mất khống chế truyền đạt tử vong chú ấn sa trùng đầu óc liền bịch một cái nổ tung orochima thuyết pháp cũng không thể hoàn toàn nhường muka an tâm đối với sẽ càng ngày càng nhiều sa trùng nhóm vạn nhất mất khống chế hắn sẽ có càng làm dễ pháp xử lý đi thôi chúng ta đi khu công viên tường che mới phòng ngự thiết bị tài liệu chuẩn bị kỹ càng muka mang theo orochima đi ở khu công viên trên đường bọn họ muốn đi hướng về khu công viên tường che kiến thiết mới phòng ngự thiết bị nguyên bản trăm mẫu khu công viên hiện tại đã mở rộng vì là ngàn mẫu con đường lại lớn lại rộng có thể đồng thời thông hành 4 chiếc xe. Hai bên đường đi là sang sát nhà xưởng. Nơi này có nhà máy lọc dầu, nhà máy điện, khí thiên nhiên xưởng, luyện sắt xưởng, xưởng nhẫn cụ, kim loại chế phẩm xưởng các loại. Một căn tòa cao nhà xưởng lớn dường như rừng cây sang sát ở khu công viên bên trong. Trong lúc còn có công nhẫn đang tiếp tục dùng thổ độn các loại nhẫn thuật ở mới xây mới kiến trúc, trải con đường mới. Nắm giữ sa nhẫn thôn hết thảy niêm gia loại này cơ sở công tác đã không cần Muka chính mình tới làm. Hắn chỉ dùng làm quan trọng nhất công tác. Một đường các loại loại hình đệm từ xe lui tới không ngừng. Trong đó nhiều nhất chính là kim loại chế phẩm xưởng vận chuyển hàng hóa xe. Cân nhắc đến sai nhẫn thôn tài chính tình hình. Muka thay đổi tiên phát mở xưởng nhẫn cụ ý nghĩ mà là trước tiên kiến tạo các loại kim loại dân dụng chế phẩm nhà máy. Tỷ như bát đũa, đao cụ, chậu, nông cụ các loại tiên phát mở kinh tế nhường mọi người ăn cơm no. Mọi người mới càng có động lực. Muka từ hệ thống thương thành mua tương ứng tuyến sinh sản, sinh sản thiết bị bản vẽ, hai tay vỗ một cái liền tạo thành cần thiết thiết bị. Có sa trùng huyết luyện chế thỏi sắt, có dầu mỏ nhà máy điện cung cấp điện lực, có sa nhẫn thôn người lao động. Sai nhẫn thôn xuất phẩm dân dụng sản phẩm liền cuồn cuộn không ngừng từ nhà xưởng bên trong sản xuất ra. Lại do thương nhẫn nhóm tiêu thụ hướng về phong quốc các nơi Ưu dĩ chất lượng, thấp hơn giá thị trường 1 phần 4, 1 phần 3 giá cả cấp tốc nhường sai nhẫn thôn sản phẩm chiếm lĩnh phong quốc các đại thành thị thị trường Cùng cùng không ngừng thương phẩm bán ra cho sai nhẫn thôn mang đến cùng cùng không ngừng tiền mặt Căn cứ Temari thống kê Đến hiện tại lợi nhuận đã đạt đến 1 triệu 700 ngàn lượng dự tính nói cuối tháng lợi nhuận liền sẽ đạt tới 3 triệu lượng tả hữu cũng chính là muka chưa dùng tới thời gian một tháng liền hoàn toàn thay đổi sa nhẫn thôn dựa vào bán mạng kiếm tiền cục diện sa nhẫn thôn cũng từng bước đi tới công nghiệp cường thôn con đường orochima nhìn lui tới đệm từ xe cộ theo thói quen liếm liếm đầu lưỡi đây thực sự là một cái kỳ tích ai có thể nghĩ tới cằn cỗi sa nhẫn thôn sẽ biến hóa lớn như vậy muka ha ha đây chính là khoa học kỹ thuật sức mạnh công nghiệp sức mạnh đại nhân, những thứ đồ này ở vĩ thú trước mặt trước sau chính là bò. Orochima vẫn là tin tưởng nhẫn thuật vô địch luận. Muka Orochima ngươi muốn có lòng tin, khoa học kỹ thuật thay đổi thế giới không phải một sớm một chiều. Vĩ thú rất mạnh mẽ, có điều ta tin tưởng có một ngày chúng ta hợp tác có thể làm ra so với vĩ thú càng mạnh mẽ máy móc. Orochima Cái kia cũng thật là phi thường nhiều người chờ mong ở từng trải qua sai nhẫn thôn các loại kỳ kỳ quái quái cơ giới thiết bị sau Orochima nghiên cứu hứng thú gia tăng rồi cơ giới này một hạng. Cơ giới thêm huyết nhục sẽ sáng tạo ra sau kỳ tích. Muka chính mình cũng rất chờ mong. Hai người đi tới khu công viên tượng che gốc Đông Nam. Nặng 10 tấn thép thỏi đã đặt ở góc tối nơi. Một đám công nhẫn các loại ở một bên. Khu công viên công nhẫn đầu lĩnh thượng nhẫn Tây Si đến đây. Đại nhân, tài liệu đã chuẩn bị đầy đủ tốt làm cho tất cả mọi người lui ra muka một mình tiến lên orochima thì lại tràn đầy phấn khởi nhìn muka muka cái kia một tay hai tay vỗ một cái liền có thể đánh ra từng người kiến trúc máy móc thiết bị nhẫn thuật orochima là trăm xem không nề muka bay xuống ở sắt thép chồng lên bản vẽ cũng sớm đã mua xong hai tay hắn vỗ vào sắt thép chồng lên nhẫn cụ tạo thành. Hai tay phát sinh u lam, lóng lánh điện quang. Điện lưu bao trùm hết thảy sắt thép thỏi. Sắt thép thỏi trong nháy mắt phân giải gây dựng lại sau đó bắt đầu gây dựng lại. Mukha Chakra cũng cùng cuộn không ngừng đưa vào trong đó, bổ sung sắt thép ở ngoài tài liệu. Nửa giờ sau. Một tòa cao 50 mét tháp xuất hiện. Cao cấp thiết kế phòng ngự. Quang lăng tháp hoàn thành ở khu công viên cái khác ba cái gốc, sừng, cũng có ba tòa giống như đúc quan lăng tháp. Chờ nó nối điện sau, bốn tòa quan lăng tháp liền sẽ cũng kết hợp lại, tiến hành lẫn nhau nạp điện. Quan lăng tháp quy lực to lớn, phóng ra tốc độ nhanh, độ chính xác cao, có thể tự động dây thường địch là rất tốt phòng ngự thiết bị. Muka từ tháp lên bay xuống. Còn lại liền giao cho các ngươi cao cấp thiết kế phòng ngự quan lăng tháp trừ sắt thép ở ngoài cần bổ sung những tài liệu khác nhiều vô cùng muka trả giá một phần năm chakra mới hoàn thành tây si mau mau dẫn người tiến lên trải cắp điện dây chuẩn bị chuyển được điện lưu bắt đầu dùng quan lăng tháp orochima ngước đầu nhìn lên bề ngoài trơn bóng như gương phản xạ ánh mặt trời cùng lạnh lẽo ánh kim loại tháp lớn Orochima mặc dù là ninja nhưng vẫn là từ quan lăng tháp trên người nhìn thấy cái kia tràn ngập mị lực khoa học kỹ thuật cảm giác. Wow, thực sự là thật đẹp. Orochima phát sinh tự đáy lòng cảm thán. Đại nhân, ngươi lúc nào có thể đem cái này sáng tạo nhẫn thuật truyền thụ cho ta, ta đồng ý vì nó trả giá tất cả. Muka ngẩn ngươi. Ta cái này là hệ thống. Ta làm sao dạy cho ngươi? Hắn hơi cười. Orochima, chỉ cần ngươi cố gắng nỗ lực, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi cũng sẽ nắm giữ loại năng lực này. Cà rốt nhường Orochima rất cao hứng. Vậy thì quá được rồi. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 44 Khẩu lệnh đối chiếu không có sai sót, có thể đi vào. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Jiraiya, Natru theo Otoka ngồi đệm từ xe đẩy tay hướng về xa nhẫn thôn đi trên đường có ô tô ca chăm sóc so với hai người bọn họ ở trong sa mạc bôn ba thoải mái quá nhiều háo sắc tiên nhân lại là đệm từ xe vận tải natru tràn ngập sức sống buổi tối cũng không nhàn rỗi Jiraiya theo phương hướng nhìn lại một chiếc có bánh xe đệm từ xe vận tải trên mặt cát trôi nổi đi tới cùng bọn họ trảo xa trùng dài điều ván cửa xe không giống đối diện đến là đàng hoàng xe vận tải có buồn lái này có động cơ, có hàng kho, có bánh xe. Các loại ra sa mạc, nó liền sẽ rơi xuống đất sử dụng đốt dầu. Đã là gặp phải thứ bốn chiếc. Jiraiya nói thầm. Những này đến cùng là vận cái gì? Jiraiya bỗng dưng bật thốt lên. Bên người Otoka cười nói. Những thứ này đều là bác đổ cái ly dao phay các loại đồ dùng hàng ngày. Loại này không thuộc về cơ mật. Ngược lại chỉ cần ở sai nhẫn thôn đi dạo liền có thể biết. Jiraiya cùng Natru sửng sốt. Này xem ra rất lợi hại xe chính là đến vận đồ dùng hàng ngày. Otoka. Ha ha, thôn cũng là cần kiếm tiền, làm những này thương phẩm dễ dàng nhất kiếm tiền. Otoka đại ca, ninja chẳng lẽ không nên thủ hộ thôn sao? Natru không rõ. Hắn cùng Jiraiya đều nhìn thấy lái xe chính là ninja. Đúng rồi, chúng ta chính là ở thủ hộ thôn. Otoka nói về Muka đề cập tới. Ninja coi như đem mình nhẫn thuật luyện lại tốt, giết kẻ địch lại nhiều. Chính mình người nhà hàng xóm nhưng còn đói bụng, qua ăn bữa nay lo bữa mai tháng ngày. Điều này có thể tính thủ hộ sao? Ninja không chỉ muốn sẽ giết người cũng muốn sẽ kinh thương, sẽ sinh sản. Thông qua sinh sản, kinh doanh sáng tạo tài phú nhường trong thôn mỗi người có thể trải qua sung túc sinh hoạt. Đây mới là sai nhẫn Ninja. Đây mới thực sự là thủ hộ. Đây là Muka ở cải cách ninja cơ cấu ngay ở trước mặt hết thảy sai nhẫn nói tới. Câu cuối cùng là Ở đây, ta hy vọng có người chủ động đứng ra trở thành thương nhẫn, trở thành công nhẫn, vì là kiến thiết càng tốt đẹp sai nhẫn thôn trả giá nỗ lực. Ở Muka cảm hóa bên dưới Otoka gia nhập thương nhẫn trở thành thương nhẫn phiên đội ba đội trưởng. Natru hoàn toàn không hiểu. Hắn từ nhỏ đã sinh sống ở thôn Konoha, Trừ cô độc, sinh hoạt điều kiện lên là một điểm không kém. Hắn không có cách nào lý giải tài nguyên thiếu thốn đối với sa nhẫn thôn mang đến thống khổ. Sa nhẫn thôn muốn thay đổi sinh hoạt khát vọng. Cái gì ninja vinh dự? Cái gì ninja chỉ có thể làm ninja? Đối với sa nhẫn thôn tới nói không tồn tại. Jiraiya giải dầu sương gió, trải qua thế sự, rõ ràng các loại khó khăn. Hắn đúng là có thể hiểu được sa nhẫn thôn nếu như đem sức mạnh vùi đầu vào kinh doanh sinh sản bên trong như vậy thôn tiếp nhiệm vụ thủ hộ sức mạnh cũng sẽ hạ thấp đi Jiraiya thiện ý nhắc nhở Otoka cười nói thôn của chúng ta đã không chấp nhận bất kỳ nhiệm vụ na tru ngốc trợn mắt lên há to mồm hắn triệt để là bị hồ đồ rồi nơi nào có những thôn không tiếp nhận vụ gặp các loại tình cảnh Jiraiya cũng mộng bức đến ở thôn của chúng ta phòng ngự Otoka lộ ra thần bí nụ cười ta khuyên các ngươi đến trong thôn tốt nhất không nên tùy tiện chạy loạn Jiraiya cùng na tru lần này đối với sa nhẫn thôn chờ mong độ đó là trực tiếp kéo đây hai người bọn họ hận không thể lập tức nhìn thấy sa nhẫn thôn ngày thứ hai buổi chiều bọn họ rốt cục nhìn thấy kiến trúc hai người đứng ở xa trùng lên phóng tầm mắt tới đó là một mảnh dùng cao to tường che vây lại quần thế kiến trúc nhìn từ đàng xa trước hết đập vào mi mắt là bốn góc bốn tòa cao to kim loại tháp chúng nó lóng lánh cả người lóng lánh ánh sáng tốt như thủy tinh chế tác cao hai mươi mét tường che ở chúng nó trước mặt cũng có vẻ thấp bé sau tường che là cao thấp nóc nhà ống khói tháp nhìn liền mảnh kiến trúc na tru đại hỷ chúng ta đến xa nhẫn thôn lập tức có thể nhìn thấy tâm tâm niệm niệm sa nhẫn thôn. Na tru nhảy lên. Di a nhưng là nghi hoặc. Này tự hồ cùng trong trí nhớ mình sa nhẫn thôn không giống nhau lắm a. À. Ha ha, thôn còn ở ngoài 30 dặm. Ô cho bọn họ chỉ phương hướng. Vậy bây giờ khu vực này là nơi nào? Di rất nghi hoặc. Chỗ này xem ra so với thôn không nhỏ hơn là mấy. Nơi đó là Faraday công nghiệp viên. Otoka mang theo lái xe đến khu công viên cửa lớn 200 mét ở ngoài. Hắn lấy ra một cái hộp hình trang bộ đàm. Thương nhẫn phiên đội ba đội trưởng thỉnh cầu đi nhà trẻ. Trong hộp truyền ra một thanh âm. Cung đình ngọc dịch rượu. Otoka đáp. 181 ly. Khẩu lệnh đối chiếu không có sai sót, có thể đi vào. Muka vẫn là vẫn hy vọng xây viễn trình thông tin hệ thống. Có điều chỉ có thể cố định, dùng cảm giác hình ninja vì là phần cuối cộng thêm thông tin phương tiện liên thông phần cuối một km phạm vi thông tin tính thực dụng còn cần thăng cấp răng rắc khu công viên hai phiến sắt thép cửa lớn tự động mở ra ô tô ca hai người các ngươi không có giấy phép không thể vào viên xin mời trước tiên nơi này chờ một lát ta đã thông báo qua ngoại giao khoa bọn họ đã phái người lại đây lập tức sẽ đến đón các ngươi Jiraiya cùng Natru xuống xe. Otoka mang đội áp sa trùng đi vào. Jiraiya cùng Natru cũng có thể tra tìm cái gọi là công nghiệp bên trong vườn bộ một cảnh. Rộng rãi quá mức đường cái, trên đường khắp nơi là to to nhỏ nhỏ xe cùng con đường một bên chỉnh tề cao nhà lớn. Đại thúc, đó là cái gì? Natru chỉ vào tường che bên trên kỳ quái đồ vật. Bọn họ có là trường quản hình dạng, có nòng pháo dáng dấp, số lượng có chừng mười mấy cái. Cái ống cùng nòng pháo thỉnh thoảng chuyển động đậy. Di nhìn những này lấp lóe lạnh lẽo ánh kim loại vật thể, suy đoán nói. Hẳn là một loại nào đó vũ khí phòng ngự đi. Hắn đoán không sai. Tường che bên trên bày ra là tự động nhẫn cụ máy phóng thương, tự động nổ phù máy bắn các loại vũ khí phòng ngự. Đây là sai nhẫn thôn ở bề ngoài phòng ngự. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 45 Sai nhẫn thôn vì sao lại phát sinh lớn như vậy biến hóa? Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Cửa chưa đóng Đi ra một mình Na tru nhận ra người Này không phải cái kia Cái kia Nửa che mặt ba Ki đi tới trước mặt bọn họ Các ngươi tốt Đến từ Konoha Sứ Giả, ta là sai nhẫn ngoại giao khoa trưởng bang Baki. Xin chào, ta là Konoha Jiraiya, phụng hô kết chi mệnh đến đây sai nhẫn gặp mặt KZ. Jiraiya giới thiệu chính mình. Từ, hóa ra là Konoha tam nhẫn. Baki cũng biết Jiraiya đại danh. Kiểm tra qua văn kiện. Baki mời. Như vậy thỉnh theo ta, ta sẽ an bài các ngươi. Jiraiya, Natru chuẩn bị theo Baki hướng về trong thôn đi. Baki đứng không nhúc nhích. Hai người chính kỳ quái cửa lớn lại lần nữa mở ra. Một chiếc thật dài xe đò chạy đi ra. Nó không phải đệm từ mà là một chiếc nhiên liệu xe công cộng. Xe dừng lại. Cửa xe mở ra. Ba Kỳ. Thỉnh theo ta lên xe. Hai người theo Ba Kỳ lên xe. Lên xe sau bọn họ hiếu kỳ quan sát xe bên trong sự vật. Có tài xế. Tài xế mặc người bình thường y phục. Không nhìn ra đúng hay không ninja. gia mặt sau dài mà rộng toa xe bên trong. Giống như đúc kim loại ghế dựa xếp thành hai hàng. Trung gian là đi ra. Trước sau có cửa xe. Trên xe ngồi chừng 10 cá nhân. Nam nữ đều có. Có người làm ninja trang phục, có người mặc người bình thường trang phục. Tùy ý tìm vị trí ngồi đi. Ba Kỳ bắt chuyện bọn họ. Hai người sau khi ngồi xuống Na Tru lại đặt câu hỏi. Đại Thúc, làm cái gì vậy? Baki, đây là vãng lai thôn cùng công nghiệp viên xe tuyến, đúng hạn đưa đón người lui tới. Wow, thật thú vị. Chúng ta thôn Konoha vẫn không có đây. Naruto kêu to. Baki trong tròng mắt đắc ý sắc thái chợt lóe lên. Xe công cộng chỉ là một cái món đồ chơi nhỏ. Hiện tại ở dưới đất Sai Nhẫn thôn chính đang xây dựng liên thông hai khối khu vực tàu điện ngầm. Wow, thật mát mẻ, thật thoải mái. Nacho nói một câu xúc động. Baki lại cho Nachu giới thiệu xe gắn điều hòa. Jiraiya cảm thán, Không nghĩ tới đến từ sung túc Konoha chính mình cũng sẽ theo người nhà quê vào thành như thế, nhìn thấy cái gì đều mới mẻ. Sa nhẫn thôn vì sao lại phát sinh lớn như vậy biến hóa. Xe mở ra thôn phía trước 300 mét. Lại là khẩu lệnh câu thông. Cửa lớn mở ra. Girea từ trên xe pha lê xem sai nhẫn thôn ngoại vi. Từ ngoài lên theo công nghiệp khu công viên như thế bậy từng người kỳ quái vũ khí phòng ngự. Cao to tháp thủy tinh nơi này nhìn thấy thì có 10 cái. Vào thôn sau khi, A phát hiện thôn là được một cái bận rộn công trường. Bọn họ cất bước hai bên đường đi phòng ốc đều bị đẩy lên. Có công nhân ở thanh lý gạch đất cặn, có người thì lại đang đào mương máng. Có nhưng là ở mới xây phòng ốc như tương tự cảnh tượng như vậy dọc theo đường đi tùy ý có thể thấy được. Tuy rằng buổi chiều khí trời như cũ nóng bức, thế nhưng mỗi người công tác nhiệt tình không giảm chút nào. Ba kỳ, Muka đại nhân cho rằng trước thôn quy hoạch cũng không hợp lý vì lẽ đó đại đao phá triều bắt đầu một lần nữa quy hoạch bố cục toàn bộ thôn. Các ngươi ra ngoài hoặc là nghỉ ngơi sẽ chịu ảnh hưởng, không cần khách khí. Di bản thân cũng không nghĩ ở xa nhẫn thôn có cái gì ngu nhạc hương nhàn. Răng rắc. Xe công cộng dừng lại. Tài xế báo đứng. Gió khâu phố đến. Xin mời đi theo ta. Ba Kỳ mang theo hai người đi tới gió khâu phố một nhà quán trọ, cho bọn họ thực hiện tốt dừng chân. Ta đã bẩm báo ca đại nhân, hắn có thời gian sẽ tiếp kiến các ngươi. Ba Kỳ cáo từ. Như vậy các ngươi liền ở ngay đây chờ đợi đi chúng ta có thể đi ra ngoài sao? Na hỏi. Baki. Đương nhiên có thể, các ngươi là sứ giả lại không phải tù phạm. Có điều đừng chạy quá xa để tránh khỏi làm lỡ triệu kiến. Còn có có rất nhiều nơi cảnh cáo không thể tiếp cận nhất định không thể tới gần. Cảm ơn, Đại Thúc. Na cảm tạ. Jiraiya. Xin hỏi bên ta Akimichi Chuyuya, Nara cùng Yamanka Inoichi ba vị ninja, hiện ở nơi nào? Ta muốn đi thăm bọn hắn một chút. Baki. Ừ, bọn họ cùng các ngươi ở cùng một nhà quán trọ. Cái này thời gian điểm ta nghĩ bọn họ có thể ở một cái nào đó quán uống rượu quán rượu. Jiraiya cùng Na Tru ngẩn người. Không phải tù binh sao? Baki giải thích. Chúng ta Muka đại nhân là người hào phóng. Hắn theo ba vị nói cẩn thận nhường bọn họ tự do hành động, có điều không thể trốn ra sai nhẫn, bằng không giết chết không cần luận tội. Rất hiển nhiên, bọn họ rất giữ chữ tín. Ta hy vọng các ngươi cũng có thể thủ tín, không muốn lung tung chạy. Jiraiya. Được rồi, xin yên tâm. Baki cáo từ. Na chiếu Baki dạy biện pháp mở ra gian phòng điều hòa. Thổi điều hòa phát sinh gió lạnh na phát sinh thoải mái âm thanh thực sự là thoải mái à? a Jiraiya cũng than thở có điều hòa sa mạc cũng có thể khiến người ta thoải mái cư trú háo sắc tiên nhân chúng ta có muốn hay không đi tìm na ra ba vị na tru hỏi Jiraiya nằm ở trên giường gấp cái gì trước tiên nghỉ ngơi một chút dằn vặt bốn ngày ta cũng phải cố gắng tắm trước na tru trào phúng ba ca sa mạc thiếu nước nơi nào đến nhiều như vậy nước tắm rửa, nếu có thể rửa cũng nhất định rất đắt đi. Sự tình phi thường nhường Na bất ngờ. Bọn họ quán trọ gian phòng mở vòi bông sen cùng vòi hoa sen thì có cùng cùng không ngừng nước. Nước là cội nguồn sinh mệnh. Cũng là công nghiệp không thể thiếu tài nguyên. Muka tự nhiên ở kiến thiết cái khác phương tiện đồng thời rất sớm bố trí ninja chuyên môn dò xét nước ngầm. Kiến thiết máy bơm nước, nước xưởng, đường ống các loại phương tiện đến thỏa mãn thôn cùng công nghiệp viên nhu cầu. Hắn cũng ở kế hoạch tìm kiếm càng nhiều nguồn nước, chuẩn bị ngày càng mở rộng nhu cầu. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 46 Người đoàn hoàng ai dựa vào vĩ thú? Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Muka, Orochima đứng ở KZ lầu sau kiến trúc cao lớn công trường. Nơi này là một chỗ chính đang trong quá trình kiến thiết tháp dáng kiến trúc. Đây là quy hoạch bên trong Muka mới ca chết lầu, sai nhẫn trung tâm chỉ huy, tương lai sai nhẫn cao nhất kiến trúc. Lúc này kiến trúc còn chỉ là đơn giản đáp cái giá. Một ít công nhẫn cùng với người bình thường thợ thủ công chính đang thi công. Tuy vẫn không có sự tốt, đứng ở phía trên cũng đủ để nhìn xuống toàn thôn. Bọn họ cũng đúng dịp thấy Jiraiya, Na Tru tiến vào quán trọ. Orochima mắt vàng nhắm lại. Hóa ra là hai người bọn họ trong giọng nói còn mang theo một điểm oán hận muka khuyên bảo ngươi không cần oán hận bọn họ ngươi hai tay coi như là tờ sunda cũng không trị được tờ sunda chỉ có thể trị liệu thân thể cũng trị liệu không được linh hồn cùng với nghĩ trị liệu không bằng nghĩ làm sao từ tử thần nơi đó làm linh hồn kiếm về đến còn thực tế một điểm đại nhân ngươi có biện pháp gì tốt orochima thỉnh giáo Orochima mỗi ngày giờ nào khác nào cũng đang được mất đi hai tay linh hồn dằn vặt. Hai cái tay cánh tay liền theo bị lửa đốt như thế thống khổ. Còn tốt bản thân hắn là tên biến thái. Nếu như người bình thường đã sớm đau chết rồi. Muka. Hoặc là có thể nghịch chuyển thi quỷ phong tẩn thuật này, nhưng tử thần đem phong ấn tại thể nội linh hồn giao ra đây, đây mới là biện pháp tốt nhất. Orochima nhất thời do dự. Cái này không thể nào, ánh sáng, chỉ, cho gọi ra tử thần liền cần hy sinh người thi thuật. Muka Chỉ cần chịu nghiên cứu, rồi sẽ có biện pháp. Orochima ghi nhớ ý nghĩ này tiện đường nhắc tới đề tài mới. Đại nhân, ngươi tự hộ đối với cửu vĩ không hứng thú gì dáng vẻ. Muka cười khẽ. Ngươi là chỉ cái kia gọi Uyumi Natru hoàng mau tiểu tử đi. Orochima gật gù. Muka hỏi ngược lại vĩ thú rất trọng yếu sao? Orochima kinh ngạc. Chẳng lẽ không có trọng yếu không? Muka hỏi lại. Có trọng yếu không? Orochima trầm mặt. Muka. Vĩ thú trọng yếu như vậy, tại sao ngươi không đi trảo một, hai con đến nghiên cứu? Vĩ thú Jinchuriki có thể đều được bảo vệ. Orochima nhìn Muka nói đùa ánh mắt. Hắn liền không tiếp tục tiếp tục nói được bảo vệ còn nhường na tru chạy loạn khắp nơi đây. Đàng hoàng thôn ai dựa vào vĩ thú? Senju Hashirama, dựa vào sao? Không dựa vào. Uchiha Madara, dựa vào sao? Không dựa vào. Chân chính cường giả cái kia đều là treo lên đánh vĩ thú. Orochima là một cái có cao thượng lý tưởng, nghĩ chính mình trở thành cứu cực thể nam nhân làm sao sẽ để ý không ổn định vị thú. Muka đếm lấy vĩ thú phân bố tình huống. Konoha có cửu vĩ, vân ẩn có bát vĩ Guiki, nhị vĩ Matati, vụ ẩn thôn có lục vĩ Sai Cần cùng tam vĩ Isona, Nhàm ẩn thôn có ngũ vĩ Haku cùng tứ vĩ Songu, lan ẩn thôn có thất vĩ Chomei. Như vậy liền rất kỳ quái đồng dạng là một cái vĩ thú vì sao Sai Nhẫn Thôn là ngũ đại Nhẫn Thôn mà là lan ẩn thôn chỉ là thôn nhỏ. Còn không phải là bởi vì Sai Nhẫn Thôn ninja cơ sở thực lực so với lan ẩn thôn mạnh hơn, hiếu thắng. Muka cảm thấy vĩ thú cũng là như vậy. Jinchuriki cũng là như thế. Trừ Natu hát bức ở ngoài vĩ thú Jinchuriki kỳ thực cũng chính là cha ra nhiều điểm ninja. Những giới bên trong có quá nhiều có thể thu thập Jinchuriki ninja. Nói cho cùng vĩ thú chỉ là một loại rất có lực phá hoại lớn bom. Nếu như song phương dết mắt đỏ, ta liền quá mức đem vĩ thú đến ngươi quốc thổ bên trong phóng thích, trắng trợn phá hoại ngươi hoàn cảnh. Một khi một cái thôn có có thể phong ấn vĩ thú năng lực, vĩ thú cũng có bình thường thôi. Cùng với nghĩ vĩ thú, không bằng nhiều bồi dưỡng một ít cường lực ninja. Orochima liếm liếm đầu lưỡi. Đại nhân, người nói rất có lý. Vĩ thú loại này khống chế không ổn định sức mạnh thực sự không phải vật gì tốt. Ở Muka trong lòng vĩ thú tác dụng lớn nhất chỉ sợ cũng là tập hợp lên trở thành thập vĩ. Otosuki gia tộc thập vĩ. Thần thụ đối với Muka tới nói là một cái phi thường trọng yếu nhẫn cụ. Cái kia nhưng là có thể lấy ra một cái tinh cầu năng lượng nhẫn cụ. Khống chế nó, chính mình là không phải có thể khống chế toàn bộ tinh cầu. Muka có như vậy giả tâm. Tốt nhất thể hiện chính là dưới chân hắn đã sửa chữa hoàn toàn thay đổi. Orochima liền rất khó hiểu. Thông phòng ốc có điều là cư trú, sinh hoạt địa phương. Đại nhân cần gì phải lãng phí thời gian nhân lực cùng tài nguyên đem sai nhẫn thôn toàn bộ đều đẩy lên một lần nữa kiến thiết. Có những tư nguyên này đưa vào nghiên cứu hoặc là sinh sản không tốt sao? Muka trong lòng nghĩ đem sai nhẫn thôn cải tạo thành tương tự mảnh đại soái loại kia cứ điểm đô thị. Sai nhẫn thôn thôn nếu là hắn căn cứ, quan trọng nhất địa phương. Cùng với bị động phòng ngự, không bằng nhường nó có xuất kích năng lực. Người có chân sổ thiên thủ, đính thượng hóa Phật, người có uy trang Susanoo ta có vô địch Godzilla. Mảnh đại xoái loại hình đô thì cứ điểm không đề cập tới tài liệu, ánh sáng, chỉ, bản vẽ đều là ngàn ức cấp bậc kim ngạch. Muka chỉ có thể trước tiên lấy Godzilla bản vẽ làm trụ cột. Dựa theo chính mình tưởng tượng đem thôn cải tạo thành Godzilla cứ điểm. Nghĩ phải hoàn thành còn muốn rất lâu sau đó. Hiện tại chỉ là ở đánh cơ sở. Đứng ở chỗ cao nhìn xuống cả tòa sai nhẫn thôn liền sẽ phát hiện cái kia nhằn nhịt khắp nơi có thứ tự con đường cùng con đường dưới đường ống lại như điện lộ bản. Con đường hai bên một căn tòa kiến trúc chính là điện tử nguyên linh kiện. Muka dưới chân tháp cao chính là toàn bộ thôn đại não, hết thảy con đường hội tụ điểm. Muka nhìn chính đang xây dựng bên trong sa nhẫn thôn, phát sinh than thở. Thực sự là đẹp đẽ. Đây là một loại lớn lao, đồ sộ, chấn động khoa học kỹ thuật vẻ đẹp. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 47 KZ đại nhân triệu kiến các ngươi. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Naruto, Jiraiya ở quán trọ gặp phải Akimichi Chuyuya, Narashikaku cùng Yamanka Inoichi. Ba người rất vui vẻ, mời hai người đi sát vách nhà hàng ăn cơm. Thổi điều hòa, ăn sai nhẫn đặc hữu xử lý, nấu ăn. Mấy người bắt đầu trò chuyện. Ba người không hề tù binh cảm giác. Kajet đại nhân rất hào phóng, thả mặt chúng ta tự do ra vào. Hoàn toàn chưa hề đem chúng ta làm tù binh đối xử. Yamanka Inochi đối với Muka rất có hảo cảm. Có thể tự do ra vào thì lại làm sao? Sai nhẫn thôn lại không món gì ăn ngon. Akimichi Chuyuya đối với Sai nhẫn thôn đơn điệu đồ ăn quán niệm rất sâu. Natu miệng lớn nhét thịt cừu. Ta cảm thấy ăn rất ngon vậy ngươi mỗi ngày ăn nhìn. Akimichi Chuyuya sờ sờ chính mình cái bụng. Ta đều gầy. Narashikaku kính Jirai một ly. Tơ đại nhân là ý kiến gì? Nàng muốn như thế nào chung kết lần này xung đột? Những người khác cũng đình chỉ hạng nói nhìn về phía Jirai Konoha ở lần này sai nhẫn cùng âm nhẫn bên trong gặp không ít tổn thất. Trong đó tổn thất lớn nhất mất chính là đệ tam Saruti Hirun bị giết konoha mất đi một cái có thể dựa vào đại thụ sau đó xử lý như thế nào konoha cùng sai nhẫn quan hệ là hết thảy konoha ninja đều quan tâm sự tình nếu như muốn chiến như vậy nói không chắc bọn họ liền muốn đưa vào chiến trường lão đầu tử sự tình chứng minh cùng sai nhẫn không quan hệ Jiraiya hiếm thấy nghiêm túc hắn biểu hiện nghiêm túc sai nhẫn đệ tứ kajet cũng là đồng dạng bị orochima giết chết hai người bọn ta thôn đều là Orochima người bị hại. Nhất lên Orochima, Jiraiya trong mắt tràn đầy cừu hận. Đã từng sư huynh đệ, đội hữu đã sa đọa đến đối với ân sư ra tay. Vì lẽ đó hô kết ý tứ là tận lực cùng sa nhẫn đạt thành hòa thuận. Các ngươi ba vị vẫn ở tại sa nhẫn thôn, cảm thấy độ khả thi lớn sao? Kajet Muka sẽ đồng ý sao? Akimichi Chuyuya cùng Yamanka Inoichi đồng thời nhìn về phía Narashikaku. Hắn là quân sư. Hắn ý kiến đại biểu bọn họ. Narashikaku trước tiên tung kết luận. Độ khả thi rất lớn. Đóng lấy hắn nói ra luận cứ. Chắc hẳn các ngươi cũng nhìn thấy sai nhẫn thôn chính đang xây dựng rầm rộ. Jiraiya, Naruto gật đầu. Nếu như Muka muốn chuẩn bị chiến tranh, như vậy hắn liền phải làm về mặt quân sự chuẩn bị. Có điều trải qua chúng ta tình báo thu thập, sai nhẫn thôn toàn thôn trừ kiến thiết thôn, bận rộn nhất chính là sinh sản các loại đồ dùng hàng ngày, khắp nơi đi mỗi cái thành thị đi tiêu thụ. Vì sinh sản, tiêu thụ, bọn họ thậm chí xóa một nửa niên gia, nhưng bọn họ chuyên trách đi làm. Nếu như muốn chuẩn bị động võ, ta nghĩ hắn là sẽ không xóa chính mình quân lực. Jiraiya, Akimichi Chuyuya cùng Yamanka Inochi gật đầu. Naruto cao hứng nói. Không cần đánh trận, vậy thì thật là quá tốt rồi. Không chờ Jirai A cao hứng. Có điều. Nara Shikaku chuyển đề tài. Đây chỉ là cá nhân ta suy đoán, có đúng hay không vẫn là muốn xem KZ Muka cá nhân ý nghĩ. Ta tiếp xúc hắn mấy lần, ta vẫn là không có cách nào nhìn thấu hắn, hắn thực sự quá thần bí có thế cái gọi là xây dựng trầm rộ đều là hắn ngụy trang cũng khó nói. Dù sao Muka động tác quá lớn. Cơ bản tính cả là đẩy lên toàn bộ thôn trùng kiến. Sa nhẫn thôn hơn 7 vạn người toàn bộ đều động viên lên tới tham gia kiến thiết. Thực sự là gọi người nhìn quỷ dị. Chỉ số thông minh cao nhất, Konoha thiên tài quân sư Narashikaku đều không nhìn thấu. Vậy mình cũng không lãng phí tâm huyết. Jiraiya ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Ha ha, ta chính là một cái truyền lời. Muka liền giao cho Sunda đi đối phó đi. Natu. Háo sắc tiên nhân, ngươi đây cũng quá không chịu trách nhiệm đi. Jiraiya chính là một cái tác vỗ vào đầu hắn lên. Ngu ngốc, sứ giả liền làm tốt sứ giả sự tình được rồi. Không muốn làm tự cho là thông minh sự tình. Vậy thì phiền phức các ngươi ba vị đang đợi một hồi. Chúng ta sẽ mau chóng cùng KZ mở hội đàm luận Được Ba người đáp ứng Đón lấy mấy người liền nói chuyện đàm luận trong thôn cùng nhà bên trong tình huống Jiraiya, Tru đợi hai ngày sau chờ đến Muka triệu kiến Ba ki tới cửa KZ đại nhân triệu kiến các ngươi Muka còn cố ý phái tới một chiếc đệm từ xe con Jiraiya nhìn nhà xe chạy phương hướng là rời xa KZ lầu, hướng ngoài thôn chạy mà đi Hắn rất kỳ quái. KZ Đại Nhân ở ngoài thôn sao? Từng, KZ Đại Nhân mỗi ngày đều rất bận. Ngày hôm nay là tranh thủ mới có thời gian tiếp kiến các ngươi. Ba Ki nhắc nhở. KZ Đại Nhân thường nói giảng khoa học, chú ý hiệu suất. Ta hy vọng các ngươi đến thời điểm không muốn lãng phí KZ Đại Nhân thời gian. à Sẽ không, chúng ta là mang theo thành ý đến. Hàng trước ghế phụ Ba Ki gật đầu, không nói chuyện xếp sau Jiraiya cùng Natru thì lại xem ra ngoài cửa sổ phong cảnh. Lái xe nhanh 2 giờ. Ngoài cửa sổ như cũ là liên miên cồn cát, vô vị cảnh sắc. Muka đến cùng ở nơi nào tiếp thấy bọn họ? Lẽ nào là chuẩn bị ở giả ngoài phục kích bọn họ? Jiraiya đang nghĩ, Natru kêu lên. Đại thúc, trông giữ con, tốt thô cái ống. Jiraiya nhìn về phía Natru bên kia sa mạc bên trên có bốn cái đường ống từ sa mạc đầu kia kéo dài hướng về phương xa. Chúng nó độ dài kinh người, như hàng dài. Mỗi cái cũng thô to cực kỳ. Xem kéo dài phương hướng hẳn là hướng về công nghiệp viên phương hướng. Đây là chuyển vận món đồ gì đường ống sao? Hai ngày này, hai người bọn họ ở sa nhẫn thôn nhìn thấy rất nhiều đường ống. Sa nhẫn thôn không giống Konoha dùng cột điện. Bọn họ thậm chí đem dây điện đều làm thành đường ống chôn xuống đất bên trong. Nơi nào? Nơi nào? Tru kinh ngạc thốt lên. Jiraiya nhìn tới. Đường chân trời đầu kia xuất hiện vô số cao to sắc thép kiến trúc. Chúng nó từng cái có thứ tự sắp xếp, không ngừng trên dưới co rúng. Đó là đồ chơi gì? Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 48 Thứ nhất konoha đối với sai nhẫn tiến hành bồi thường nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio natu đặt câu hỏi đó là hưu cao cổ sao jiraiya cũng chưa từng thấy baki cười nhạo đó là máy khoan giếng dầu mỏ máy khoan giếng dầu mỏ jiraiya cùng natu hiếu kỳ nhìn cái kia một loạt xếp máy khoan giếng ở này hoang vu trên sa mạc mỏ dầu bên trong từng tòa từng tòa cự nhân giống như mấy khoang giếng đứng thẳng, chỉ nhìn từ đàn xa cũng làm người ta cảm thấy cảm giác chấn động. Mở gần sau khi, cái kia càng làm cho người trố mắt ngoác mồm. Đây là ở Konoha hoặc là cái khác nhẫn thôn hoàn toàn không nhìn thấy đồ sộ. Jiraiya, Natru nhìn thấy Kajet Muka. Hắn đang đứng ở một đống sắt thép thỏi bên trên. Chỉ thấy hai tay hắn vỗ một cái. Chói mắt điện quan chấp qua một tòa máy khoan giếng dầu mỏ liền đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ jiraiya natru cảm thấy chấn động đây chính là kakashi nói tới không khoa học những cụ sư sao Này một tay sáng tạo nhẫn thuật thực sự là quá không khoa học jiraiya tự hỏi mình nhìn không thấu hắn đến cùng là làm sao làm đến máy khoan giếng dầu mỏ sau khi xuất hiện có công nhẫn lại đây phụ trách thao tác muka thì lại bay xuống Hắn rơi xuống mỏ dầu công nhân viên cư trú cùng tòa nhà văn phòng trước phòng. Baki cũng vừa hay đem lái xe đến. Ba người xuống xe. Baki. Muka đại nhân, Konoha sứ giả đến. Muka. "Hả, là Jiraiya cùng Naruto đúng không? Như vậy xin mời tiến vào đi." Bốn người đồng thời đến một gian bên trong phòng làm việc. Muka. "Nơi này điều kiện đơn sơ, liền tùy tiện ngồi đi." Chính hắn tìm cái ghế ngồi xuống. Baki đứng hầu ở bên cạnh hắn. Jiraiya hành lễ. Gặp Kajet Đại nhân. Natu Gặp Kajet Đại thúc. Hành lễ xong xuôi, hai người ngồi xuống. Muka mở miệng. Các ngươi tới là vì chuyện gì? Jiraiya. tờ Sunda Đại nhân muốn tổ chức một lần song ảnh đàm phán để giải quyết hai người bọn ta thôn trong lúc đó tranh chấp vì lẽ đó đặc biệt phái chúng ta đến đây hỏi thăm ca chết đại nhân ý tứ. Ân, ừ, nội dung vở kịch không thay đổi. Vẫn là tờ Sunda lên làm hô kết. Muka khóe miệng thoáng một vĩnh. Như vậy các ngươi Konoha là ý kiến gì? Jiraiya thu hồi bình thường bất cần đời dáng vẻ. Hắn hiện tại là Konoha sứ giả. Jiraiya một mặt đàng hoàng. Lần này là sai nhẫn cùng âm nhẫn đối với chúng ta Konoha phát động tập kích, đối với chúng ta thôn Konoha tạo thành to lớn phá hoại thậm chí để tam hô kết đại nhân cũng vì vậy mà vong. Chúng ta hy vọng sai nhẫn thôn có thể đối với chuyện này chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm đến. Muka cười khẽ. Xin hỏi cần chúng ta chịu cái gì trách nhiệm? Trừng trị tù chiến tranh, bồi thường tổn thất. Ha ha ha. Muka cười to. Jiraiya không rõ vì sao. Muka mắc hổ trừng. Nhìn chăm chú Jiraiya, trong mắt tỏa ra hung ác ánh sáng. Jiraiya nhất thời cảm thấy bả vai áp lực tăng gấp bội. Chính mình gần giống như bị mảnh hổ nhìn chằm chằm cốc. Jiraiya vội vã nhả ra. Đương nhiên chúng ta cũng biết quý thôn cũng là bị lừa, đệ tứ KZ cũng bị ám sát. Vì lẽ đó bồi thường bộ phận có thể không cần quá nhiều. Sa nhẫn như vậy nghèo thôn, Konoha cũng không chỉ nhìn bọn họ có thể bồi thường cái gì. Lúc đó Tersunda cùng với một đám cao tầng thương nghị sự tình. Lấy kinh tế vì là áp lực khiến cho sai nhẫn khuất phục, một lần nữa ký kết minh ước, Konoha lấy kinh tế quyền lực nắm giữ sai nhẫn bộ phận tài nguyên. Chúng ta biết quý thôn cùng phong quốc đại danh có chút mâu thuẫn, chúng ta có thể giúp các ngươi cùng đại danh đàm phán nhường hắn nhiều phái nhiệm vụ cho quý thôn. Muka trêu chọc. Nhiều phát một ít tìm mèo tìm chó nhiệm vụ sao? Đương nhiên không phải chúng ta sẽ... Jiraiya còn chưa nói xong, Muka xua tay. Được rồi, ta nhường các ngươi ở trong thôn ở lại mấy ngày, ta nghĩ các ngươi nên đối với hiện nay sa nhẫn có hiểu biết. Vạn vạn không ngờ tới ngươi là nửa điểm không biết. Hoặc là nói ngươi là biết rõ còn cố ý đến nhục nhã ta. Jiraiya vội vàng xin lỗi. Đại nhân nói quá lời, ta cũng không có như vậy ý tứ. Ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta Sai Nhẫn thôn đã quyết định không lại tiếp thu nhiệm vụ sao? Muka chỉ vào Jiraiya. Chúng ta Sai Nhẫn thôn sau đó cùng các ngươi Konoha hoặc là những thôn khác không giống nhau. Chúng ta không còn là người tiếp nhiệm vụ mà là người phát nhiệm vụ, ngươi hiện tại theo ta đàm luận nhiều phát nhiệm vụ cho chúng ta, ngươi là ở nhục nhã chúng ta sao? Muka nổi giận. Từ trường dị động. Cả tòa nhà cũng bắt đầu lay động trong phòng món hàng kim loại càng là lắc lư không dừng, phát sinh tiếng kim loại va chạm. Jiraiya trong lòng mắng chính mình một câu. Dựa vào. Ngươi cũng thật là không phải làm ngoại giao vật liệu. Sớm biết nên mang Narashikaku đến. Jiraiya là lớn. Ta Jiraiya tuyệt không ý này, kính xin tiếp thu ta nói xin lỗi. Jiraiya làm không câu nệ tiểu tiết hào kiệt. Tự nhiên có chính hắn biện pháp, Hắn phi thường thẳng thắn cúc cung xin lỗi không hề Konoha tâm tam nhẫn thần tượng gánh nặng đây chính là chính mình tìm tờ sunda muốn nhiệm vụ có thể đừng làm hỏng Jiraiya cúi đầu natu cũng theo hô muka đại thúc chúng ta đúng là đến hòa đam muka thấy thế cũng chỉ có thể lắng lại lửa giận hừ được rồi Jiraiya thông minh như vậy xin hỏi KZ đại nhân có điều kiện gì Muka điều kiện thứ nhất liền để Jiraiya cùng Na Tru Mộng ở. Thứ nhất, Konoha đối với sai nhẫn tiến hành bồi thường. Làm hại người muốn người bị hại bồi thường. Jiraiya coi như lòng dạ lại lớn cũng không thể tiếp thu điều kiện này. Hắn tức giận nói. Lần này là sai nhẫn đối với Konoha tiến hành đánh lén, bị hao tổn là Konoha. Konoha vì sao phải đối với sai nhẫn tiến hành bồi thường? Kajet đại nhân không muốn đổi trắng thay đen. Muka đặt câu hỏi. Đầu nguồn. Đầu nguồn. Lần này sự kiện đầu nguồn là cái gì? Lẽ nào các ngươi chưa hề nghĩ tới sao? Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 49 Kinh tế mậu dịch điều ước Di A nghi hoặc Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Đầu nguồn Đầu nguồn là cái gì? Di A rời đi thôn nhiều năm, mỗi ngày khắp nơi lấy tài liệu, viết tiểu thuyết, phóng đảng bất kham. Hắn nơi nào suy nghĩ qua loại vấn đề này? Hắn mộng vòng. Na càng là mắt xoay quanh vòng. Vấn đề này quá cao thâm. Các ngươi không nghĩ tới. Muka hỏi. Jirai gật đầu. Muka. Hừ, Konoha vẫn đúng là kiêu ngạo, xảy ra vấn đề đều là hướng về trên người người khác đẩy nhưng xưa nay không nghĩ tới chính mình có vấn đề gì. Xin hỏi đại nhân, Konoha có vấn đề gì? Jirei không phục. Vậy ta hỏi ngươi tại sao vụ nhẫn thôn, nhằm nhẫn thôn cùng vân nhẫn thôn không có đối với các ngươi tham dự? Jirei Đó là bởi vì bọn họ cùng các ngươi không có trực tiếp xung đột lợi ích, bọn họ không có chịu đến các ngươi Konoha trực tiếp áp bức. Jirei mau mau giải thích. Chúng ta Konoha luôn luôn cùng xung quanh các thôn theo đuổi láng giềng hữu hảo chính sách. Muka cười nhạo. Jiraiya ngươi cũng là tham gia qua những giới đại chiến người, ngươi nói như vậy chẳng lẽ không cảm thấy được buồn cười không? Các ngươi Konoha phát động chiến tranh còn thiếu sao? Jiraiya! Nhưng là chúng ta cũng hòa bình 13 năm. 13 năm đến các ngươi Konoha có từng thả lỏng qua đối với sai nhẫn thôn chèn ép. Muka khí thế dân mạnh, nhìn gần Jiraiya. Đại danh cho các ngươi Konoha đậu độc, không ngừng giảm thiểu quân sự dự trù đem vốn nên phái cho sai nhẫn nhiệm vụ phái cho các ngươi Konoha. Các ngươi Konoha là không có đối với sai nhẫn phát động trực tiếp chiến tranh. Các ngươi là ở phát động kinh tế chiến tranh. Các ngươi ở dùng kinh tế này đều vô hình dây thường ghiệm lại sai nhẫn thôn cái cổ đồng thời không ngừng buộc chặt. Xin hỏi ở sai nhẫn thôn không đáng kể, người trong thôn đối mặt đói bụng, niềm da thất nghiệp tình huống, sai nhẫn thôn triển khai phản kích chẳng lẽ không đúng sao? vẫn là chúng ta sai nhẫn thôn liền nên tươi sống chờ chết không tiền sai nhẫn thôn trong thôn liền mấy cái ra dáng ninja đều không có nếu không là còn có một cái một đuôi cùng với sa mạc đất hoang không người có hứng thú sợ là sớm bị xóa tên ngũ đại nhẫn thôn Jiraiya bị bức ép hỏi đến xuất mồ hôi tráng muốn há mồm nhưng nói không ra lời những việc này hắn cũng có nghe thấy chỉ là hắn chưa từng có nghĩ như vậy sau Konoha cây đại thụ này trên có ngăn nắp xinh đẹp hưởng thụ ánh mặt trời lá cây dưới cây nhưng là sâu không thấy đáy hắc ám bóng mờ lòng tự tin tăng cao na bắt đầu miệng độn đại thúc sai nhẫn cực khổ chúng ta cảm động lây chính là bởi vì như vậy chúng ta thì càng nên dắt tay đồng thời sáng tạo càng tốt đẹp tương lai không muốn ở chế tạo càng nhiều cừu hận muka nghe vậy cười khúc khích chúng ta sai nhẫn cực khổ ngươi làm sao cảm động lây? Na bắt đầu giảng giải hắn tao ngộ bi thảm. Ta cũng là bởi vì chiến tranh phụ mẫu đều mất. Dừng dừng. Muka liên thanh kêu dừng. Nãy nãy, những giới phụ mẫu đều mất người nhiều lắm. Liền ngươi nhất làm cho người cảm động đúng không? Ngươi tới. Na đi tới. Muka đột nhiên ra tay. Tay phải năm ngón tay lấp lóe điện quang năm ngón tay một hồi đặt tại natru trên bụng điện từ độn điện từ phong ấn natru trên bụng ngủ hành phong ấn bên trên nhiều một tấm lưới điện giấu natru cái bụng tê rần hắn phát hiện mình cũng lại không cảm giác được chính mình chát ra trong cơ thể hắn cửu vĩ kurama phát hiện phong ấn chính mình trên cửa liền thêm ra một tấm lưới điện chính mình tràn ra chát ra đụng tới lưới điện liền bị đánh nát Jiraiya. quy làm gì hắn có chút hoảng. Muka. Không cần sốt sắng, hắn không phải nói đối với chúng ta sai nhẫn cảm động lây sao. Ánh sáng, chỉ, ngoài miệng nói một chút không thể được. Ba kỳ đem hắn ném tới trên công trường, các công nhân làm sao công tác hắn liền làm sao công tác, các công nhân làm sao nghỉ ngơi hắn liền làm sao nghỉ ngơi. Ngươi chính là đi cố gắng cảm thụ một chút sai nhẫn sinh hoạt đi. Chờ ngươi ở 40 độ dưới nhiệt độ làm thêm mấy ngày, ngươi lại đến nói chuyện ngươi cảm thụ. Được rồi, đi đi. Ba kỳ vặn lên mất đi Chakra Natru liền đi ra ngoài. Jiraiya cũng không có ngăn cản. Muka cũng không có muốn Natru tính mạng. Jiraiya trầm mặt một hồi. KZ đại nhân, ngươi nói tới ta không hiểu. Ngươi có thể đem điều kiện của ngươi nói cho ta. Ta trở lại báo cáo hô kết sau làm tiếp quyết đoán. Muka gật gù. Điều thứ nhất ta đã nói rồi, điều thứ hai chính là trao đổi tù binh, song phương trao đổi tù binh. Di à. Này điều không thành vấn đề. Điều thứ ba có thể ký lại minh ước bất quá chúng ta cần kèm theo ký tên kinh tế mậu dịch điều ước. Kinh tế mậu dịch điều ước. Di nghi hoặc. Đúng, kinh tế mậu dịch điều ước. Muka cường điệu tầm quan trọng. Lần này Konoha cùng Sai nhẫn phát sinh chiến tranh nguyên nhân lớn nhất chính là ở kinh tế lên vấn đề, vì từ nay về sau tránh khỏi loại này tình huống lại lần nữa phát sinh, chúng ta phi thường tất yếu ký kết kinh tế mậu dịch điều ước lấy ràng buộc song phương ở kinh tế mậu dịch lên sự tình. Jiraiya không hề biết cái gì kinh tế. Hắn cũng xưa nay không thiếu trả tiền. Tùy tiện nghĩ dưới. Konoha kinh tế nên so với Sai nhẫn cường, coi như ký kết cũng nên vấn đề không lớn. -a. nên không có vấn đề gì, không cần vội vã đáp ứng. Muka móc ra chuẩn bị kỹ càng điều ước văn cuốn quyển trục, nhẹ nhàng đẩy một cái, quyển trục tự động bay đến Zirea trên tay. Ngươi có thể nắm về trong thôn cố gắng nghiên cứu. Đa tạ, ca đại nhân. Còn có một điều cuối cùng. Zirea nín hơi. Vậy thì là một lần nữa xác định một quốc gia một thôn pháp nội dung. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 50 Các ngươi Konoha có phải là người hay không đều chính nghĩa đại sư, đạo đức cao điểm. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Một quốc gia một thôn cũng không phải một cái chính thức pháp lệnh mà là Konoha thành lập thôn tới nay các quốc gia ninja dựa theo Konoha làm gương từ từ hình thành một cái tập tục. Vậy thì là một cái quốc gia có mà chỉ có một cái nhẫn thôn. Chính là một câu nói như vậy ước định mà thành luật trừng. Jiraiya không biết Muka muốn làm gì. Muka lại đưa qua một cái quyển trục. Đây là ta sửa chữa nội dung, ngươi cũng cùng nhau mang về đi. Jiraiya rất thực sự. Loại này chính vụ, điều hẹn mình không thông thạo, như vậy liền thẳng thắn đừng mù bận tâm. Hắn hướng về trong lòng ngực bịt lại. Tốt, ta sẽ giao cho hô kết đại nhân. Muka... Ngươi tiện đường nói cho Sunda chỉ có nàng đồng ý những điều kiện này, sai nhẫn mới sẽ theo Konoha quay về ở tốt. Jiraiya sắc mặt cứng lại. Nếu như không đáp ứng. Như vậy liền tiếp tục duy trì trạng thái chiến tranh. Jiraiya thấy Muka một bộ ung dung vẽ mặt nhất thời hỏa lên. Hắn trầm giọng, lấy nghiêm khắc ánh mắt nhìn Muka. Kajet đại nhân, ngươi xem thường chiến tranh đúng hay không quá mức. Ngươi lẽ nào liền không cân nhắc thủ hạ ninja sinh mệnh sao? Bọn họ cũng là có người nhà bằng hữu. Tùy ý phát động chiến tranh sẽ chỉ làm bọn họ bị khổ. Muka lường một cái. Ta dựa vào, các ngươi Konoha có phải là người hay không đều chính nghĩa đại sư, đạo đức cao điểm. Luận chiến tranh, các ngươi Konoha sợ là phát động nhiều nhất đi. Còn vì là thủ hạ ninja cân nhắc bởi vì nghi kỵ liền diệt tộc chuyện như vậy cũng là các ngươi konoha mình làm đi, lại giáo huấn người khác trước xem trước một chút chính mình cái mông bẩn không bẩn. Muka nói tới chính là Uchiha bộ tộc diệt môn sự kiện, đây chính là náo động nhẫn giới đại sử văn. Jiraiya nghe được Muka nói tới chuyện này, hắn nhất thời nghẹn lời, không tìm được thích hợp đến phản bác Muka. Muka tiếp tục trêu chọc Jiraiya, biết các ngươi konoha thực lực mạnh huyết kế giới hạn gia tộc nhiều, nho nhỏ Sarigan, Uchiha không đáng nhắc tới. Có thế các ngươi là nghĩ thịt một cái Uchiha tới nhắc nhở cái khác nhẫn thôn. Ta hung lên nhưng là ngay cả mình đều đâm một đao ngoan nhân. Đáng tiếc ta sai nhẫn thôn không sợ. Sai nhẫn nghèo là nghèo một chút thế nhưng không sợ chết, xương cứng. Nếu như chúng ta không chiếm được công bằng, như vậy chúng ta liền đánh đến cùng. Jiraiya lần này cũng không còn tính khí hắn thở dài được rồi KZ đại nhân ý tứ ta sẽ đầu đuôi chuyển đạt cho hô kết jirai a cảm giác mình chưa từng có như vậy chật vật qua dù cho là trước đây chấp hành nhiệm vụ gặp phải nhất hiểm ác tình huống cũng không có như hãm khắp nơi muka trước mặt tay chân lúng cuốn đến uất ức đàm luận xong sau hắn cũng không tiếp tục muốn lưu thêm như vậy xin cho ta xin được cáo lui trước muka vậy cũng tốt ta cũng muốn đi bận biểu sự tình đi Jireia ra ngoài, Baki còn không về. Hắn chỉ có thể nhìn Muka không ngừng dựng thẳng lên dầu mỏ khoan dò chờ Baki. Sai nhẫn thôn mỏ dầu diện tích đã có ngàn mẫu quy mô. Các sai nhẫn còn đang không ngừng tiếp tục tìm kiếm mới mỏ dầu. Bất luận dầu mỏ là làm nguồn năng lượng vẫn là công nghiệp nguyên liệu đều là càng nhiều càng tốt. Những chuyện khác, Muka có thể chờ một chút. Chỉ khi nào có mỏ dầu cần hắn liền sẽ lập tức tới rồi đập thiết bị. Baki đưa xong Natu trở về, tiếp Jiraiya lên xe. Xin hỏi Natu ở nơi nào? Jiraiya hỏi. Baki. hắn đang cùng chúng ta hài tử của cô nhi viện đồng thời ở trên công trường bận việc. Ta nghĩ sẽ không có chuyện gì. Jiraiya yên tâm. Natu hắn đang cùng Shira, Shinki, Yodo các loại cô nhi viện hài tử ở thôn kiến trúc công trường chuyển gạch thật chuyển gạch. Nửa người cao gạch đá, si ra một người nâng lên đến liền đi. Natru đều xem ngốc. Shinki. Konoha lông vàng còn chưa động thủ. Baki đưa tới thời điểm đã với bọn hắn nói. Natru là cùng bọn họ đến làm việc với nhau. Đỉnh đầu là hừng hực thái dương. Dưới chân là nóng lên mặt đất. Liền ngay cả gió đều không có một chút hơi lạnh. Natru mồ hôi nhễ nhại hô hấp đều cảm thấy khó khăn đây là thôn đối với các ngươi xử phạt sao si ra chuyển tốt sau trở về đây là chúng ta đang vì thôn làm việc vì sao lại là xử phạt na lè lưỡi đây cũng quá nóng hắn dáng vẻ trêu đến cái khác tiểu đồng bọn cười to ha ha chúng ta mỗi ngày đều là ở như vậy sinh hoạt na hỏi có thể vậy cũng không thể như thế lao động các ngươi cha mẹ mặc kệ sao ra, chúng ta nơi này đều là cô nhi a na -tru kinh Hải các ngươi cũng là cô nhi a ta cũng vậy cô nhi thân phận nhường mọi người quan hệ rút ngắn chút na tru suy đoán thông lẽ nào là bởi vì các ngươi là cô nhi liền kỳ thì các ngươi vì lẽ đó cố ý để cho các ngươi làm những việc này đi ra, làm sao có khả năng đây là chúng ta chính mình chủ động yêu cầu Hiện ở trong thôn hết thảy mọi người ở công tác, chúng ta cũng không thể lạc hậu. Si ra còn nói về bọn họ trước đây tao ngộ. Trước đây thôn đối với chúng ta cô nhi là bài xích, cũng không ai chăm sóc chúng ta. Lại như ta bởi vì sẽ không nhẫn thuật liền nhẫn giáo đều lên không được, chỉ có thể mình luyện tập thể thuật. Những người khác cũng giới thiệu chính mình trước đây tao ngộ. Na tru này mới phát hiện. Cùng bọn họ so với, chính mình thực sự là may mắn nhiều muốn nói tâm tình, tao ngộ nhất bất công si ra so với hắn còn ánh mặt trời, còn nhiệt huyết. Ta chính là dựa vào chính mình nỗ lực trở thành đường đường chính chính niên gia. Si ra cùng bọn nhỏ đều trên mặt lóng lánh hào quang. Hiện tại có KZ đại nhân, chúng ta thì có hy vọng. Chúng ta nhất định có thể thành. Mọi người cố lên. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.